tiểu sử bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Việt Nam. Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970, là một nữ chính trị gia Việt Nam, bà hiện là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, bà là Phó Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử, bà từng là bí thư tỉnh ủy An Giang. Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970 tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà sống và làm việc cùng gia đình ở Hà Nội. Trình độ giáo dục Giáo dục phổ thông 12 trên 12, cử nhân sư phạm hóa học, cử nhân chính trị, thạc sĩ quản lý công. Cuộc sống gia đình, hiện bà đã có chồng và một con gái những năm đầu sự nghiệp năm 1992 đến năm 2015. Tháng 9 năm 1992, bà Võ Thị Ánh Xuân bắt đầu công việc chuyên môn đầu tiên của mình là nghề giáo viên tại trường Trung học Phổ thông Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bà là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20 tháng 12 năm 1994 và là đảng viên chính thức một năm sau đó. Tháng 8 năm 1996, bà trở thành chuyên viên nghiên cứu tổng hợp Văn phòng tỉnh ủy An Giang. Tháng 8 năm 2001, bà lần lượt đảm nhiệm giữ các chức vụ Ủy viên ban thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, bà đồng thời là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 10 năm 2010. Tháng 8 năm 2010 đến tháng 10 năm 2010, bà giữ cương vị Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy An Giang tháng 11 năm 2010, bà được bầu làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy và được phân công giữ chức vụ bí thư thị ủy Tân Châu. Tháng 1 năm 2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 2 năm 2013, bà được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Tháng 12 năm 2013, bà được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy An Giang. Bí thư Tỉnh ủy An Giang năm 2015 đến năm 2021. Tháng ngày mùng 2 tháng 10 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công cán bộ. Bà Võ Thị Ánh Xuân được chỉ định đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 thay Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, bà được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy. Tháng 1 năm 2016, bà được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, sau kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14, bà đồng thời là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Ngày 4 tháng 9 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, bà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch nước từ năm 2021 đến nay. Ngày 6 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang, làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với số phiếu tán thành là 447 trên 449 phiếu, trên tổng số đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ tán thành. 93,13% với cương vị này, bà là phó chủ tịch nước trẻ nhất từ trước tới nay trong lịch sử của Việt Nam. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Việt Nam tại nghị quyết số 158/2021/QH14 tháng 5 năm 2021, theo quy định của Hiến pháp và luật tổ chức Quốc hội, bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở tỉnh An Giang và trúng cử với số phiếu rất cao. Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 855 xẹt quy đề Thủ tướng bổ nhiệm bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước thứ nhất, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 với 483 xẹt, 483 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành bằng 96,79% tổng số đại biểu. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp đón phó tổng thống Mỹ tại phủ chủ tịch tháng 10 năm 2021 bà đã có chuyến công du đến châu Âu, bà đã đến Bulgaria theo lời mời của phó tổng thống Itova, bà còn đến Hy Lạp và Bồ Đào Nha, bà đã đề nghị lãnh đạo cấp cao Bulgaria thúc đẩy quốc hội Bulgaria sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU Tạo thuận lợi tăng cường hợp tác thương mại đầu tư song phương, đồng thời muốn Bulgari cấp thêm học bổng cho học sinh Việt Nam và tiếp thêm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc trong những lĩnh vực mà Bulgari thiếu nhân lực. Cũng trong chuyến thăm Bồ Đào Nha, bà Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2021, bà kêu gọi cần phải phát huy vai trò và sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ trong giữ gìn hòa bình an ninh quốc gia và quốc tế, nhất là trong ngăn ngừa xung đột và giải quyết cách thức an ninh phi truyền thống. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, bà đã tham dự lễ tuyên thệ nhiệm chức của tổng thống Philippines Ngày 13 tháng 10 năm 2022, bà đến Kazakhstan dự hội nghị thường đỉnh về phối hợp hành động và xây dựng niềm tin ở châu Á, CICA lần thứ sáu.